Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chào này, cũng như là các đường dẫn giới thiệu về cái group. Mỗi khi quý vị hoặc ai đó join vào một cái group nào đó, đây, quý vị để ý này, đây cũng là một cái đường link này. Còn bên dưới này, nó là cái button đường link đó. Vậy thì làm sao để quý vị tạo được một cái câu chào và lời giới thiệu như này? Vậy thì hãy cùng KTV tiếp tục theo dõi Chào video mừng tất này. cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tạo một lời chào thật ấn tượng cho cái group của quý vị. Và việc lập group như thế nào, KTV sẽ không đi sâu. Quý vị hãy tự tạo cho mình một cái group. Thì ở đây, KTV đã tạo sẵn một cái group với tên gọi là test group này. Ok chưa? Bây giờ quý vị hãy đánh vào cái ô tìm kiếm là bot row này. Rồi, quý vị chọn luôn cái chị robot row đầu tiên đây này để thêm bot row này vào cái group mà quý vị vừa tạo. Quý vị bấm start rồi quý vị chọn vào add me to your chat này. Đây, quý vị add chị bot row vào cái group mà quý vị vừa tạo. Ok chưa? Rồi, cái bước đầu tiên là quý vị đánh là gạch sượt ID Enter này. Rồi bây giờ quý vị hãy copy cái ID này. Copy này. Quý vị quay sang chat với lại chị bot row này. Đó, quý vị hãy đánh cái lệnh là connect cách ra và quý vị dán cái ID vào đây. Ok chưa? Quý vị chọn vào admin comment. Đó, thì quý vị đánh một cái lệnh tiếp theo là welcome on. Đó, đã bật là chào. Rồi, lệnh tiếp theo là quý vị đánh là set welcome. Set welcome. Rồi ở đây KTV đã để sẵn đây. Quý vị hãy đánh là xin chào này hoặc là như nào đó thì tùy tùy quý vị. KTV sẽ để là chat name chẳng hạn. Đây là này. Đây là chat name. Còn bên trên là full name. Xin chào full name này. Đó, và đây là cái lời chào mà quý vị sẽ giới thiệu. Quý vị muốn đặt như thế nào đó là ý của quý vị. Đó, KTV sẽ đặt là vân vân vào đây. Đây, đây là cái câu lệnh mà quý vị sẽ cần phải đánh chính xác từng dấu, từng ký tự một. Làm rồi, đây. Đây là cái đường link này, đó, đường link này này. Còn cái button này. Đây, thì cái đường link này. Rồi còn button là bên dưới đây này. Và sau cái hai cái button thì nó sẽ có một cái hàm save để xuống dòng. Ok chưa? Bây giờ KTV sẽ gửi này. Rồi KTV sẽ kiểm tra này. Welcome này. Đó, ok chưa? Quý vị thấy chưa? Thì nó sẽ ra cái phần này, đây là phần giới thiệu này. Rồi phần này là đường link không có button này. Còn đây là sẽ là cái đường link mà nó sẽ có button. Đó. Rồi KTV xin kết thúc video tại đây.